Thân ái xin chào các bạn. Hôm nay quý vị Sài Gòn Audio giới thiệu với các anh em chúng ta những sản phẩm rất là cổ luôn. Một đôi loa BNR sản xuất từ năm 1969. Đó là đôi BNR CX63 và một chiếc âm ly cổ luôn, một chiếc âm ly Fisher. Chiếc âm ly Fisher model của nó là 634. Vâng, Cứ Nguyễn sẽ đi vào chi tiết chiếc âm ly trước. Chiếc âm ly Fisher đầu tiên đập vào mắt các bạn là chiếc âm ly rất là khủng, chiều ngang rất lớn. Chiều ngang của con này là đến 60 cm. Thường thường phổ thông là 42 với 44 thôi, con này 60 và to khủng luôn. Phía mặt trước có 6 cái đồng hồ, 6 cái kim đồng hồ, nào là kim kim tín hiệu, rồi kim radio, kim loa nha. Vâng, và bây giờ là các bạn đi vào chi tiết nè. Đầu tiên là mình xem về ngoại hình cái con này. Con này cực kỳ đẹp nè, rất đẹp. Đấy, các bạn xem kỹ luôn. Đặc biệt con này thì có nút mic răng, bắt chép mic răng. Những người chơi nhạc hòa tấu, nhạc cổ xưa rất thích những cái play có mic răng. Mic răng này nâng cao được tiếng mic, tiếng hát của ca sĩ. Vâng. Và về radio thì bây giờ mình test radio các bạn nha. Mình đang để đài FM nè. Khi FM thì ví dụ các bạn bật qua FM, các bạn nhấn nút bút tin thì dò đài. Hoàn cảnh khó khăn, đấy. trẻ mồ côi trên địa bàn phường 5, phường 7, thành phố Vũng Tàu để có tiền mua Đây, quà đây dành cho là các FM. trẻ hơn một tháng Còn qua các bạn. bây giờ mình chuyển qua đài AM. Mình dò đài. Đầu tư đẩy mạnh thị trường trái phiếu Việt Nam. Nội dung này và một số thông tin hoạt động ngân sách đáng chú ý trong chuyên mục rất quản rõ, lý an rất toàn nét hiệu à. quả ngân sách quốc gia được biên tập viên Xuân Đây, Lan chiếc ly này chạy 8 sò Hitachi các bạn nha. À, quay sò Motorola, 8 sò nhôm Motorola. Rất đặc biệt. Bây giờ quý Nguyễn sẽ tiếp đến cái loa xong các bạn, mình sẽ mở cái khai phá, mở cái âm ly này ra phía bên trong cho các bạn xem luôn nha. Đôi loa, bây giờ đến đôi loa. Đôi loa này thì sản xuất từ năm 1969 cơ. Đôi loa có chiều rộng 48, chiều cao 73, cao rất là cao, khá lớn nha. Chiều 633, 4 loa trên một thùng, bắt 40, mic 18, cái mic khá là lớn, dính cái gì này, mic khá là lớn các bạn nghe, màng vải này, màng giấy, viền vải, cái bắt cũng vậy, cái bắt cũng màng giấy, viền vải, vâng, cái đặc biệt là có chép kèn gang, đôi loa rất đẹp, đây là cặp lưới của nó, này. Cặp e căng, Bayonet. Vâng, bây giờ các bạn xem nội thất của hai con này trước khi mình muốn nghe nhạc nha, để đánh giá được chất âm. Và mình cũng báo giá luôn, chiếc âm ly Fisher 634 này thì giá là 18 triệu. Và đôi loa này, đôi loa Beoner CX63, giá của nó là 14 triệu rưỡi. Mình lúc nào cũng báo giá rõ ràng. Anh em có nhu cầu mình gửi qua Zalo những hình ảnh chi tiết hơn nha. Đây các bạn, mình lật âm ly lại này. Các bạn nhìn thấy cái mặt dưới của âm ly rất đẹp, tất cả những con ốc này, chim từng con ốc luôn đấy, từng cái lông đền ốc rất nhiều nha, miếng lót dưới của nó này đấy, rất đẹp. Bây giờ mình tháo ra nha, mình tháo ra để các bạn xem trong nội thất của chiếc âm ly này. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn tháo cái vỏ của cái âm ly Fisher 634 ra rồi để các bạn cùng chúng ta cùng tham khảo này. Chúng ta xem cái vỏ nó cũng đã to rồi. Cả cái vỏ này là chiều chiều ngang của nó đến 60. Các bạn. Cái vỏ này chiều ngang 60. Đấy, cái âm ly to khủng luôn. Quá to. Và các bạn xem nội thất phía bên trong. Con này chạy 8 sò Motorola nhôm vương miện. Sò rin. Tin đừng có sò Motorola mà sò nhôm mỏng nữa. Rin
Rồi, các bạn hãy xem kỹ những cái bo công suất. Rất đẹp. Đây, cái tủ và cái tăng phô. Quá đẹp luôn. Các bạn nhìn tổng thể chiếc công ly nè. Đẹp can phải không? Rồi, bây giờ mình xem phía trước. Nhìn phía trước các bạn, nó có 3 cái đồng hồ. Model của nó là 634, cái này là cái 35. Rồi, bây giờ mình lật cái đít lên cho các bạn xem luôn. Con này rất khủng. Này các bạn, các cái bo mạch mới tuần. Mình cho cơm ly nó nằm ngửa ra cho nó rõ ràng. Thấy các bạn ok chưa? Rất mới luôn, rất đẹp luôn, chuẩn chỉ. Rồi vâng, bây giờ mình bỏ vào trần nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào để cho cơm ly nó hoàn hảo, cho nó đẹp. Vâng, các bạn chờ mình trong giây lát để bỏ vào. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe một đoạn ca khúc. Các bạn đeo tai nghe vào thì nghe nó chuẩn hơn nha. Với qua đôi loa BNCX63 và chiếc âm ly Fisher 634. Xin mời. Thank you.
tình vừa xa xác thân đau giá rời, nhưng một lần này thôi để rồi từ nay yên vui. Cuộc đời buồn tênh nên lẽ loi tìm đến tan tan muôn tình nhân đã. Xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.